Đằng sau sự lộng lẫy của bức màn catwalk là những thủ đoạn để hạ bệ lẫn nhau. Tôi nhất định sẽ không tha cho chị. Đi đi. Để chị ta leo lên cao một chút, như vậy thì khi té sẽ càng đau hơn. Tranh giành quyền lợi và kể cả tình yêu. Tại sao cô làm vậy chứ? Yêu chân thành nhưng cũng lắm thủ đoạn. Sự xảo trá có dành cho một tình yêu chân thành khi con tim không cùng một nhịp đập. Khám phá cuộc sống tình ái của thế giới người mẫu. Đi đi. Lưới tình catwalk 19 giờ hàng ngày và phát lại lúc 11 giờ hôm sau trên Today TV.